bán nhà đất tinh.com cũng như em Hậu kính chào quý cô bác anh chị đang xem video ngày hôm nay. Hiện tại em Hậu đang đứng tại đường 781 đoạn từ chợ đầu mối nông sản Bào Năng về hướng chùa Tòa Thánh Tây Ninh. Đi theo hướng này chỉ khoảng 6 km là chúng ta sẽ đến trung tâm của tỉnh Tây Ninh, thành phố Tây Ninh. Và theo hướng này chỉ cần 85 km nữa chúng ta sẽ đến bến xe An Sương. Và như chúng ta đang nhìn thấy, đây là phòng khám bác sĩ Hằng và đối diện là nhà nghỉ Phương Anh, cũng là đường vào bất động sản của chúng ta ngày hôm nay. Bất động sản ngày hôm nay em Hậu xin gửi tới quý cô bác anh chị đó là một ngôi nhà hoàn toàn mới, có 3 phòng ngủ vừa mới được xây xong. Để biết thêm thông tin, xin mời quý cô bác và anh chị theo chân em Hậu chúng ta cùng xem căn nhà của chúng ta ngày hôm nay nhé. Đường hiện trạng của chúng ta là đường 10m đã được thảm đá mi, rất là sạch sẽ và thông thoáng. Đường ô tô đi thoải mái nha quý anh chị. Khu vực này thì nhà dân thì san sát nhau. Vị trí bất động sản của chúng ta chỉ cách ủy ban nhân dân xã Bào Năng chỉ 1 km, cách chùa Tòa Thánh chỉ 2 km, cách chợ Long Hoa chỉ có 3 km, và cách núi Bà Đen cũng chỉ có 3 km thôi nha quý anh chị. Từ đây quý anh chị về Hồ Chí Minh, về về bến xe An Sương chỉ có 85 cây số thôi, rất là thuận tiện cho cái việc mà đi lại. Và đây là vị trí, cũng là ngôi nhà mà cần bán ngày hôm nay của chúng ta. Ngôi nhà của chúng ta được trang bị cửa rào cao ráo chắc chắn, có sân để xe hơi thoải mái, đã được lót gạch sạch sẽ và có trang bị là mái hiên, không phải sợ nắng nha quý anh chị. Cửa của chúng ta là cửa nhôm xin pha kính cường lực hoặc là cửa sắt sơn tĩnh điện nên hoàn toàn rất là chắc chắn, nên quý anh chị cứ an tâm nhé. Ngôi nhà của chúng ta gồm có 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 bếp và 3 toilet, có cả luôn là sân sau. Khu vực phòng khách thì đã được là dán gạch lên tới 1,5 m, rất là sạch sẽ. Trần thì sử dụng là trần thạch cao, đèn led âm trần rất là sang trọng. Và bên cạnh đó thì 2 phòng ngủ đầu tiên của chúng ta sẽ được trang bị nhà vệ sinh trong phòng ngủ luôn, nên thật rất là thuận tiện cho những gia đình có người lớn tuổi, buổi tối không có phải khó khăn để mà đi vệ sinh ra phía ngoài. Đây là cũng là một điểm cộng cho ngôi nhà của chúng ta. Bên cạnh đó thì ở phía sau chúng ta có một cái sân nắng, và phía trên đã được rào B40 lại và hàng rất là chắc chắn, rất là an ninh cho quý anh chị. Tất cả các thiết bị vệ sinh đều là được trang bị là đồ cao cấp nha quý anh chị. Khu vực bếp thì rất là rộng rãi và sáng. Ngày hôm nay mua bán nhà đất Tây Ninh.com xin gửi đến quý cô bác và anh chị một mức giá cực kỳ ưu đãi, chỉ với 1.380.000.000 là quý anh chị có cơ hội sở hữu ngay căn nhà mới 100%, có 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, 1 phòng bếp và 3 toilet. Vậy còn chần chờ gì nữa, hãy nhấc máy gọi ngay cho em Hậu theo số điện thoại 0961555455 để biết thêm chi tiết và đi xem nhà thôi nào. Để xem thêm các sản phẩm khác, quý cô bác và anh chị có thể truy cập trang web mua bán nhà đất Tây Ninh.com để biết thêm nhiều sản phẩm khác. Và đừng quên đăng ký kênh của mua bán nhà đất Tây Ninh.com để xem thêm nhiều video mới của kênh mua bán nhà đất Tây Ninh.com. Cảm ơn quý anh, cô bác và anh chị đã xem video này.